Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là HVT đây. Thì giờ hôm nay do tình hình quá phức tạp cho nên là mình đã nghỉ hơn hai một mấy hơn một hai tuần rồi, cho nên là mình đã không quay được. Thì hôm nay mình đã quay được rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Mình tưởng là mình đã không còn gặp lại mọi người, thì hôm nay mình đã quay lại ở phần series đầu tiên. Thì hôm nay mình sẽ làm một phần phần tiếp theo của phần series của mình. Thì hôm cũng là phần tiếp tục phần trước là mình đã làm phần hình ảnh qua phần câu chuyện ha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục phần hình ảnh của mình. Nhưng mà trước khi mình kể cho các bạn biết, thì các bạn xem cái phần kênh của mình trước. Đây là kênh của mình đây mọi người ơi. Ha, đây là cái kênh tổng quát của mình. Đó, đây là danh sách của mình mà mình đã lưu ở đây. Đây là những cái danh sách mà mình đã lưu ở những series và những cái phần mà mình thích và mình đã lưu đây rồi ha. Nếu các bạn muốn mà có thể xem những cái phần của mình trong đây thì các bạn hãy xem nha ha. Thì do hôm nay tình hình phức tạp thì mình nói mấy đời tình hình quá phức tạp luôn rồi. Bây giờ mình sẽ nói các bạn biết cái phần nội dung câu chuyện của mình sẽ kể lúc này là chính là cái phần tựa của câu chuyện nó tên là gì. Nó tên là cô gái đi cùng đó, nam sinh trung học và cô gái đi cùng à. Thì phần này là phần diễn biến cực kỳ phức tạp giữa Hinari cùng với những người bạn trong học sinh và những người mà khác nữa ha. Chuyện này đã xảy ra ở trong lớp và ở ngoài trường luôn. Thì lớp này thì phần này cũng có vui nhưng mà cũng có hơi phức tạp và bối rối đó. Thì đây chính là tựa của phần mình kể. Đây là phần tính ra là mình đã ghi đặt là chương thứ tư nhưng mà đây là phần hiện trước. Bởi vì phần trước đó chỉ là một phần thuộc mình đã làm một phần riêng của mình, thì mình sẽ làm ở tới cuối của phần series của mình là được rồi ha. Mình tính là làm ở phần nam sinh trước thì mình sẽ nữ sinh làm sao ha. Thì phần đó là phần riêng biệt thì mình sẽ làm sao. Thì tựa của phần này đó chính là High School Boy and the Female Companion, tức là nam sinh trung học và cô gái lạ. Thì nó nói mình là cô gái đi cùng với một người nào đó. Đó. Thì mình sẽ mở cái bản nhạc của mình theo cái thân thích của mình ha, để cho các bạn nghe thấy kể vui. Được rồi, đến lúc mình sẽ mở những nhạc này lên thôi. Bây giờ câu chuyện sẽ được phép bắt đầu. Lúc này tiếng chuông trường đã vang lên, báo hiệu giờ vào học. Thì có thể đây là không phải là giờ vào học, thì đây là giờ nghỉ ngơi thôi, giờ giải lao. Thì đây là giờ để mà những cái bạn trong lớp phải ôn bài thật kỹ à, có thể là có một kỳ kiểm tra nào đó hay là cái gì đó. Thì đây là tiếng chuông báo giờ vào lớp trước và sau đó thì tiếng chuông vào học sẽ sao. Lúc này tiếng chuông đã kêu thì Hidori đã vào cửa rồi. Tình cờ Josuke hỏi là: ủa này Hidori, Tadakuni không có đến sao? Hả? Ủa cậu ấy gặp chuyện gì rồi sao? Hidori nói là gì? Chắc chắn là cậu ấy đã gặp phải chuyện đó rắc rối nữa rồi gì chứ gì. Lúc này thì Hidori đã tình cờ mở cửa sổ ra thì một điều bất ngờ. Lúc này Hidori đã té ngửa xuống rồi. Chết bồ. Có gì vậy hả Hidori? Tại sao mày té như vậy? Thì lúc này nhìn từ xa, từ trên cửa sổ xuống thì thấy Tadakuni đi cùng với một đứa cô gái nào. Tadakuni đi cùng với một đứa cô gái kìa mày ơi! Mọi người! Cái gì? Không! Cái gì chứ? Không! Những người bạn trong lớp đã xôn xao bước ra cửa sổ và nhìn tình cờ thấy không? Cái gì? Có phải vậy không? Có phải là cậu ấy thương nhai không? Hả? Lúc này thì một người có tinh thần nhất đã ra nè. Tất cả hãy im lặng đi. Wow. Rồi biết chắc chắn là ai. Đây là nhân vật trong hội học sinh ha. Thì tên là Motoharu.
Biệt danh của cậu ấy là đầu gấu. Nói gì? Gọi là motor đầu gấu. Nè, mọi người, hãy quan sát cậu ta. Hãy quan sát thật kỹ về mọi hành động. Rồi, rồi hãy nhìn đi. Trông có vẻ là một cảnh đẹp phải không? Nhưng mà cậu ấy đang cố nhìn đi chỗ khác, trên cho thấy là cuộc nói chuyện không được tốt. Và hai người họ đều không đi cùng tốc độ nữa, thì chứng tỏ là họ không biết tốc độ rõ với nhau. À, thì trong cuộc tình thứ ba nào đó phải có sự thích gì đó giống nhau phải không? Thì ví dụ như là tính bước đi với lại là tính sự thích và mặc bộ đồ nào đó phù hợp với nhau hơn thì đúng không? Đúng là có thể là nói là một cuộc tình ha. Còn này là chưa có cuộc bằng chứng gì hết mà lại nói là nói là có phải là bồ cái cặp gì đó không? Không à, không bao giờ. Ý mình là không bao giờ cái chuyện đó đâu. Đó, thì tất cả mọi người đều ngưỡng mộ về cái tính tài năng nói của tôi rồi, thì nói là wow, đúng là một tôi rồi, hai đứa đầu gấu có khác. Cái tính cách nhạy bén đến đáng sợ luôn nữa. Được rồi, bằng cách này thì ta có thể chứng minh rằng hai người họ đã quen nhau không lâu và cũng chẳng có hẹn hò gì đâu. Nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian. Thế là có nghĩa là tụi mày đã biết chúng ta phải làm gì rồi đó. Ở hình cuối cùng thì các bạn đã thấy cái mặt của những người bạn cảm thấy có dễ thở bỏ rồi đó. Thì đã hiểu rồi. Tất cả chúng ta hãy cùng tụi đạt hóa sức mạnh để giải quyết nó đi. Bắt đầu hành động không mọi người? Rồi, lúc này thì tất cả người tản ra. Rồi, ta đang đi tình cờ đến. Thì thấy motor đứng trước cửa. Chào Tadakuni. Ủa bố tôi ơi sao? À, xin lỗi nha, mình đến hơi muộn một chút ha. À, hôm nay trời lạnh đúng ha. Mày có biết tại sao lạnh không? Bởi vì hôm nay chính là ngày tàn của mày đó. Nói có chuyện gì hả? Ê, nhưng mà tại sao hôm nay tóc mày lại chảy hớt đẹp quá vậy? Rồi, vì vậy mày đã nhận ra rồi đúng không? Rồi, tất cả các bạn đã bao vây Tadakuni hết rồi. Mày đã không còn được trốn đâu. Bây giờ hãy nói cho tao biết, cô gái đi kế bên mày là ai? Hãy trả lời cho tao đi, Tadakuni. À, mình cảm ơn cậu rất nhiều nha. À, không có gì đâu. Cậu cứ đi hẳn một chút nữa là đã xính chạm nên sẽ lửa liền thôi. Được rồi, mình đi đây. Lúc này cô gái đó đã đi. Thì các bạn, những người bạn ấy đã không có biết cô ấy đi mất hết rồi. Thì tôi rồi cũng đọc tin tức mà nó là gì? Tao đã biết ngay là họ không phải là một cặp rồi. Ủa, vậy mà mày cũng đứng ngơ là cái gì chứ? Yeah. Như vậy là phần câu chuyện của mình đã hết. Đó, kết thúc thật kỳ suôn sẻ luôn. À, thời gian trôi qua rất nhanh. À, đã gần 8 phút rồi, đã hơn 8 phút rồi. Thì đã kể vậy rất là cũng vui rồi đó. Thì câu chuyện này thì nó nhắn nhủ với bạn là gì? Có một cái nội dung ý nghĩa quan trọng đó chính là khi mà có một điều đó xảy ra mà bản thân mình chưa có chứng minh được là bản thân là cái câu chuyện đó có thật sự đúng những gì mình nghĩ không à, thì các bạn hãy nhớ là phải tra cứu nó thật là kỹ càng trước khi nói. Ví dụ như là tình cờ thấy một ai đó làm chuyện sai trái thì có thể là mình có chứng cứ, hay là mình chỉ cần bắt lại và hỏi, hay là mình chỉ cần mình chụp hồi một cái là mình đã có chứng cứ rồi. Chứ như là gì, nhìn thấy mà không biết cái chuyện đó xảy ra mà không có chứng cứ làm sao mà thuyết phục nó phải được bằng chứng thật không? Thấy không? Bằng chứng có nó phải là không, mình không biết đâu. Thấy chưa? Thấy không? Vậy đó. Rồi, như vậy là phần mình đã hết rồi. Thì mình đã xin cho các bạn xem lại kênh của mình. Thì đây là những phần cái cao bên đây cho cuối cùng mọi người. Thì mình cũng đã có những kênh nữa hết. Đây, kênh của Ricky 10 YouTube và Chris Devil Gamer. À, Chris Devil Gamer và King Tower 101. Đó là King Tower 101. Đây là cái kênh về cái phần trò chơi. Trò chơi mình rất yêu thích luôn. Thì ở bữa trước mình cũng làm rồi đó. Đây là King Tower 101 về Hedgehog đó. Dạ. Yeah. Thì mình cũng đã làm một phần video
về con trò chơi mình đó thì các bạn biết ha. Rồi mình sẽ quay lại thôi. Ở phần giới thiệu thì mình có giới thiệu, các bạn hãy xem ở bên dưới đó nha. Thì đây những phần giới thiệu của mình đã ở dưới này, có thể là có cái phần phone email, thì các bạn có nhận xét gì thì hãy ghi bên dưới cho mình. Chứ mình kể từ bữa trước là mình đã không có làm cái comment dưới nữa rồi, mình đã tắt cái chế độ comment luôn ha. Bởi vì mình biết là mình mỗi khi mình làm video là không có ai nhận xét đâu, đừng có lo, đừng quan tâm gì hết nha mọi người ha. Mình chỉ cần ai đó có thể thích và có thể đăng ký cho mình là mình vui rồi ha. Mình chỉ biết vậy thôi. Được rồi, như vậy là phần mình đã hết rồi. Mình sẽ nói lời tạm biệt với các bạn hè và sẽ gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ nói lời tạm biệt tới tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một ngày tốt lành nha. Woo! Mong là những video kết thúc về.